Chúng tôi kể cho quý Phật tử nghe câu chuyện khó tin nhưng có thật. Nếu ai thường đọc báo thì thấy báo An Ninh cuối tuần có kể câu chuyện về một người cha tên là Hải. Anh này có vợ và một đứa con gái, gia đình rất nghèo, hằng ngày đạp xích lô kiếm sống. Nhà anh Hải nghèo khổ chật hẹp đến nỗi không có chỗ để chiếc xích lô. Anh phải đem chiếc xích lô đến ngôi chùa gần đó gửi. Hòa thượng trong chùa thấy anh Hải nghèo quá nên cho anh gửi. Chùa có một đạo tràng bác quan trai. Anh Hải sáng chạy xích lô, chiều về nấu nước cho đạo tràng. Thấy vậy ai cũng thương. Mùa Du Lan đến, con gái anh là bé Thảo thưa với ba: sáng hôm nay con đến chùa sinh hoạt, nghe huynh trưởng nói em nào mà không cáo mới thì nói với cha mẹ mai để đi cắm trại ba ơi. Nghe con nói thế, thấy thương nên anh hứa: được, để ngày mai ba sẽ mua áo mới cho con. Như thường lệ, sau khi chạy xích lô về, anh cầm số tiền đưa cho vợ: nè em hãy lấy tiền này mua vải màu lam về may cho con cái áo mới, để cho con đi cắm trại, khỏi phải hổ mặt với bạn bè. Sau khi cầm tiền, người vợ cảm động quá, vừa khóc vừa nói: mẹ anh, tại sao lại làm như vậy? Anh Hải nghe vợ nói, anh vô cùng ngạc nhiên hỏi: sao em lại nói vậy? Đây là đồng tiền bằng mồ hôi nước mắt của anh, đâu có phải trộm cắp hay là bài bạc gì, mà đây là đồng tiền do chính bàn tay anh tạo ra đó em à. Anh ơi, anh đừng giấu em nữa. Sáng hôm nay, anh Hùng bạn thân của anh làm việc trong bệnh viện có tới nói với em rằng sáng hôm nay anh đã đến đó bán máu để lấy tiền đem về mua vải may áo cho con. Đây không phải là lần đầu tiên mà nhiều lần rồi. Sợ anh kiệt sức sinh ra bệnh hoạn nên mới nói với em đừng có cho anh bán máu nữa, nếu không sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Bé Thảo ở trong buồng nghe mẹ nói là ba bán máu để mua vải may áo cho mình, xúc động quá, nó đến bên cha khóc nức nở: ba ơi, vì may áo cho con mà ba phải bán máu của mình. Cái ân tình thiêng liêng cao cả này biết bao giờ con mới đền đáp được. Chính câu chuyện này là do người con gái đã kể lại. Công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ, quý Phật tử thấy có lớn lắm không? Hàng ngày chúng ta mượn nợ của ai đó, khi trả lại mình nói: tôi mang ơn anh chị suốt đời. Có khi nào quý Phật tử nói: con ghi nhớ công ơn cha mẹ suốt đời, con thương cha mẹ suốt đời không? Chuyện trên để cho chúng ta thấy rằng, cho dù sau này người con có bước lên tột đỉnh đài cao danh vọng, sự nghiệp mà con có được đều nhờ hình bóng và công lao khó nhọc của người cha đã hy sinh suốt cả cuộc đời mình vào công trình nuôi dưỡng, giáo dục và dẫn dắt con vào đời. Thế mà có nhiều đứa con phạm phải lỗi lầm, cha mẹ la rầy, chúng không biết kính trọng nghe lời, lại còn khinh ra mặt, cho ta đây là văn minh, chê cha mẹ là quê mùa hủ lậu. Xin thưa với quý vị, nếu không có những người cha lam lũ trên những cánh đồng nắng táp mưa sa, hay đi làm từ sáng sớm đến chiều tối để kiếm ra đồng tiền bát gạo cho con ăn học, thì làm sao con có được kiến thức, sự nghiệp như ngày hôm nay? Vậy mà chúng không biết tôn kính báo ơn, còn thốt ra những lời phạm thượng phũ phàng, dâng ơn bội nghĩa như vậy. Vì thế, cổ đức than rằng: văn minh sửa mặt sửa mày, lời ăn tiếng nói thật là quá lanh. Xưng là đầu trẻ tuổi xanh, chẳng biết hiếu kính học hành làm chi. Người xưa nói lại kinh khi, ông cha hủ bại u mê hơn mình. Thấy đời trần hạ héo von, ai nuôi khôn lớn mà còn kinh chê. Ông cha thổi trước dạy quê, mà ngay mà thật hơn thì đời nay. Hay là
thấy bá tánh nghinh tân yểm cựu, học ai mà ngang ngược nhiều lời, phụ mẹ cha khinh dễ Phật trời, chẳng kể đến công sanh dưỡng dục, thương lê thứ bày tường trong đục, mặc ý ai nghe phải thì lạc. Khi các con trưởng thành bước chân vào đời tha phương nơi xứ lạ quê người, thăng trầm dinh nhục trong cuộc sống, dĩ vãng thời thơ ấu nơi quê nhà chỉ là những kỷ niệm chợt nhớ chợt quên, trôi lăn theo dòng sinh diệt vô thường. Tôi xin nhắc quý vị đừng quên cội nguồn yêu thương của cha. Nếu trong cuộc sống chúng ta quên mất đi niềm nhung nhớ đến cha là tự đánh mất tương lai của mình. Vì cha là kim chỉ nam, là tấm bản đồ định hướng cho chúng ta trong cuộc đời những khi vấp ngã. Nếu không có tình cha che chở và nhủ khuyên tìm lối thích hợp thì con khó lòng đứng vững làm nên sự nghiệp. Chúng ta hãy sống gan dạ bước qua những chinh nhục buồn vui lẫn đau thương nghiệt ngã để khỏi phụ lòng mong mỏi của cha. Được như thế mới xứng đáng là người con hiếu làm rạng rỡ tâm môn. Nỗi bất hạnh nhất là khi mẹ mất sớm, cha phải đóng vai gà trống nuôi con, dỗ về khi con khóc, săn sóc lúc con đau, lo từng bầu sữa cho con bú. Đêm nằm nước mắt nỉ non, con ơi đừng khóc, mẹ con mất rồi. Cha bồng lên dỗ một hồi, nhưng con không nín, khóc rồi lại la. Nghiêng bình mở bình sữa ra, con ơi con bú cho cha yên lòng. Cha âm thầm lặng lẽ đảm đương mọi việc để nuôi con. Cha ngồi yên lặng như một pho tượng mà nhìn vào di ảnh mẹ, từng hơi thở ra vào dưới đôi mắt đăm chiêu nhìn về cõi xa xăm. Từ khi mẹ qua đời, cha một mình lặng lẽ nuôi con trẻ nên người. Cha đảm đang mọi việc, cảnh gà trống nuôi con. Cha tiều tụy héo mòn, buồn vui cha thầm kín, sống chan hòa tình con. Thơ của Thạch Vũ. Với tình thương yêu vô bờ bến đó, không có bảo vật nào có thể thay thế được, không một kỳ quan nào trên thế giới so sánh bằng. Vì vậy, người xưa khuyên chúng ta phải đốt nén tâm hương mà vọng bái. Mỗi đêm mỗi thắp đèn trời, cầu cho cha được sống đời với con. Còn cha gót đỏ như son, một mai cha chết gót con lắm bùn. Hay là con có cha như nhà có nóc, con không cha như nòng nọc đứt đuôi. Tại sao còn cha thì gót đỏ như son? Vì còn cha thì mọi việc nặng nhọc cha đều gánh vác hết. Còn con chỉ biết ăn học vui chơi nên gót chân hồng hào xinh đẹp. Chẳng may cha qua đời để lại cảnh mẹ quá con côi, khi đó mẹ làm sao lo cho xuể, nên con không còn đủ điều kiện cấp sách đến trường học nữa, phải đi làm việc để kiếm tiền phụ giúp với mẹ. Kể từ đó gót con lắm bùn không còn trắng đỏ như lúc cha còn sống. Khi ấy người con mới cảm nhận được ân đức của cha. Bởi vậy cha còn là cả một bầu trời tươi sáng tốt đẹp, cha mất là cả bầu trời đen tối. Vậy mà có nhiều người không biết quý trọng tình cha, đó là điều đáng tiếc vô cùng. Có một nhà thơ diễn tả cảnh người con mất cha thật vô cùng cảm động. Còn cha thì con còn tất cả, cha mất rồi tất cả đều đi. Cha ơi con biết nói gì, bơ vơ trong những khi đi lúc về. Không có cái vui nào bằng còn cha mẹ, và không có cái buồn nào hơn mất cha mẹ. Những nhà thơ hình dung rõ nét nỗi buồn này qua câu: còn cha còn mẹ thì hơn, không cha không mẹ như đờn đứt dây. Đờn đứt dây còn dây nối lại, cha mẹ mất rồi con phải mồ côi. Hay là mất cha con cũng u ơ, mất mẹ con cũng bơ vơ một mình. Ai ở trong đời mà mất cha mẹ
buồn thiên thu như nghĩa địa hoàng hôn. Ôi, có mất cha mẹ mới thấy tâm hồn trống vắng, có xa cha mẹ mới thấm thía nỗi cô đơn. Có đứa con coi nào mà không tủi thân khi thấy xung quanh mình ai cũng có cha mẹ. Giàu được giàu sang vinh hiển, nhưng thiếu cha mẹ là mất đi ý nghĩa cuộc đời. Thật đấy, cho dù chúng ta giàu sang đến đâu mà không còn cha mẹ bên cạnh để đền đáp công ơn sanh thành dưỡng dục, thì tất cả đều trở thành vô nghĩa, chỉ còn lại nỗi hối tiếc rây rứt trong tâm hồn chúng ta. Trên con đường hôm nay đầy lá đổ, con bước đi, đi mãi giữa hoàng hôn, thoáng bơ vơ lạc lõng dậy trong lòng, khi chợt nhớ mẹ cha không còn nữa. Dần thơ ấy đã ăn sâu vào tâm tư của những người con bâng khuâng tưởng nhớ đến cha mẹ đã qua đời. Trước cảnh tình ấy, nhà sư Minh Đạt đã diễn tả: hiện giờ cha ở nơi đâu, bỏ con ở lại trên đời bơ vơ. Trăng khuya nhìn thấy bóng mờ, lòng con chạnh tuổi sương mờ lệ rơi. Tại sao mẹ sớm lìa đời, bỏ con ở lại trên đời xác xơ? Bao nhiêu nước mắt lệ mờ, chén cơm thấm lệ bao giờ cho vui? Cha mẹ là nguồn sống thiêng liêng, nên người xưa cho các tình thương khác đều là phần phụ. Ví dụ như tình vợ chồng đã là cao cả, nhưng khi đem so sánh với tình thương yêu cha mẹ thì nó còn nhỏ bé hơn. Nên họ nói: mất cha mất mẹ thật là khó kiếm, chứ chuyện vợ chồng không hiếm gì nơi. Lời người xưa nói quả thật là đúng. Giả sử một ngày nào đó chúng ta lâm vào cảnh ngộ bất hạnh, người yêu phải vĩnh viễn ra đi, thì chúng ta vẫn còn hy vọng tìm được một người yêu khác trên cõi đời này. Trái lại, chẳng may nếu cha mẹ khuất núi lìa đời, thì dù chúng ta có lặn lội đi tìm khắp nơi trên thế giới này, cho đến trọn kiếp cũng không thể tìm được một người cha, người mẹ thứ hai. Bởi vì mỗi người chỉ có một cha, một mẹ mà thôi. Thế mới biết tình thương cha mẹ cao quý biết dường nào. Mối tình nào rồi cũng phai mờ trong tâm ta, nhưng tình cha mẹ thì không thể nào quên được. Bởi vậy, chúng ta phải trân trọng, tôn vinh, khắc ghi trong lòng tình thương yêu sáng ngời và vô cùng thâm thúy của cha mẹ, đã cho ta nguồn sống, sưởi ấm đời ta, thiêu hủy tất cả những khổ đau trong lòng ta, và giúp ta có đủ kinh nghiệm sống giữa trường đời muôn ngã. Nhịp tim còn đập là chúng ta còn thiếu những món nợ ân tình đó. Vạn cổ tình thâm ơn cúc dục, thiên thu nghĩa nặng đạo sanh thành. Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ, mây trời lòng lòng không phụ kính công cha. Mẹ nuôi con khôn lớn, cha che chở đời con. Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn lên mắt mẹ nghe con. Ân đức của cha mẹ đối với con quả thật vô bờ bến, không có một báu vật nào trên thế gian này có thể đem ra so sánh được. Ân đức ấy lớn lao dời dợi, luôn luôn dành cho con tất cả mọi tình thương từ lúc còn thơ ấu. Mẹ tại tiền như Phật tại thế, gặp thời không có Phật, khéo thờ cha mẹ, tức là thờ Phật vậy. Nên có câu: cha già là Phật Thích Ca, mẹ già như thể Phật Bà Quan Âm. Nhớ ngày xá tội vong nhân, lên chùa lễ Phật, đền ơn sanh thành. Đức Phật đề cao cha mẹ mình ngang hàng với Phật. Vậy mà có nhiều người không hiểu, cứ nghĩ rằng đi chùa cúng dường cho Phật phước lớn hơn là cúng dường cho cha mẹ. Thế nên có món chi lạ
là đem vô chùa cúng, hoặc nghe nói có ông thầy bà cô nào có danh tiếng được chút ít linh ứng, họ liền rủ nhau đến cúng kiến lễ bái. Còn đối với cha mẹ thì hững hờ bỏ quên, không ngó ngàng tới, thật là trái lời Phật dạy. Nói đến đây, tôi nhớ tới mẫu chuyện thuở Phật còn trụ thế. Một hôm, Ngài đi du hóa đến xứ nọ, gặp năm hạn hán mất mùa, đi khất thực không có cơm ăn. Khi đó, có một thầy tỳ kheo đem tấm y đổi được một bát cơm, liền đem về dâng lên cúng dường cho Phật. Khi đó Phật hỏi: "Ông còn cha mẹ không?" Thầy tỳ kheo thưa: "Bạch Đức Thế Tôn, cha con qua đời chỉ còn lại mẹ già." Phật lại hỏi tiếp: "Mẹ ông có cơm ăn chưa?" "Thưa Thế Tôn, con lấy tấm y đổi được một bát cơm dâng lên Thế Tôn, mẹ con chưa có cơm ăn." Phật nói: "Ta không dám nhận bát cơm này, người đáng nhận bát cơm đó là mẹ của ông, hãy đem về mà cúng dường cho người." Câu chuyện trên cho chúng ta thấy Phật có đầy đủ phước đức, mà Ngài còn nói người đáng nhận bát cơm đó là mẹ của thầy tỳ kheo, chứ không phải là Ngài. Vì thế, người Phật tử khi hiểu đạo rồi, mình kính Phật bao nhiêu thì sẽ kính cha mẹ bấy nhiêu. Trước là lo phụng dưỡng cha mẹ, kế đến đi chùa cúng Phật và giúp đỡ anh chị em dòng họ, bà con lối xóm. Làm như thế mới phù hợp bản ý và lời dạy của Đức Phật, mới sanh ra phước điền. Ngược lại, Phật nào mà chứng? Nên có lời khuyên: Phật không ở quá xa vời, Phật luôn hiển hiện trong đời chúng ta. Phật Bồ Tát là mẹ cha, sanh thành dưỡng dục dạy ta nên người, dạy điều lành tốt đẹp vui, từ bi hỷ xả chan hòa thương yêu. Kể đến Phật nói: "Những ai là bậc hiền triết, trước hết là phải biết kính lễ và tôn trọng, chớ có xem thường." Có nhiều người thấy cũng đáng thương, vô chùa thấy quý sư thì khá bái, gặp Phật thì lại dài, nhưng khi về nhà thì nghênh ngang hỗn láo với cha mẹ. Xin thưa với quý vị, nếu không nhờ cha mẹ sanh ta ra, làm gì mình có mặt trên cõi đời này, đừng nói chi đến chuyện gặp được tam bảo. Vì thế, chúng ta phải biết tưởng nhớ đến ân đức của cha mẹ mà hết lòng tôn kính. Kính lễ rồi còn phải dâng thức ăn, nước uống. Vì hồi lúc mình còn nhỏ, cha thì làm lụng vất vả, còn mẹ hễ nghe con đói bụng khóc la, dầu có bận công chuyện gì cũng bỏ chạy đến dỗ về cho con bú và đút cơm cho con ăn. Bây giờ cha mẹ già yếu, ăn uống khó khăn, điều đó con cần phải quan tâm, coi cha mẹ dùng có hợp khẩu vị hay không, để mình lo cho chu toàn. Rồi còn phải may quần áo, mùng mền, chiếu gối, giường nằm cho được đầy đủ, tốt đẹp, sạch sẽ. Quý vị thử nhắm mắt hồi tưởng lại lúc còn nhỏ, cha mẹ mua sắm cho mình đủ thứ, nào là quần áo, khăn, nón, giày dép, xe cộ, sách vở, giấy mực, lo cho nơi ăn chỗ ở, để cho mình hãnh diện với đời. Nhất là những ngày xuân về Tết đến, náo nức đòi hỏi cha mẹ mua sắm đủ thứ, nếu chậm trễ là cằn nhằn. Gia đình giàu có không nói gì, gặp cảnh nghèo nàn thiếu ăn thiếu mặc, cha mẹ cũng phải ráng đi vay đi mượn để lo cho con. Nhưng con nào biết thương cha thương mẹ, cứ mãi đòi hỏi đủ thứ, vô tình làm cho cha mẹ buồn tủi khi thấy con mình thua sút con người ta, nên sinh tâm buồn rầu, lo lắng quẫn trí, khổ đau chết dần cũng vì con. Biết bao là ca dao thơ, nhạc, văn chương thường mượn hình ảnh cao vút của núi Thái Sơn, sâu rộng như đại dương, để nói lên công ơn của cha mẹ.
công cha như núi ngất trời, nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển đông, núi cao biển rộng mênh mông, Cù Lao chính chữ ghi lòng con ơi. Cha mẹ là hai đấng sanh thành dưỡng dục thiêng liêng, to như trời cao, sâu hơn biển cả. Cha mẹ là chỗ dựa vững chắc cho những đứa con đang bơ vơ lạc lõng. Trái tim của cha mẹ là một kho tàng vô giá, chất chứa nguồn yêu thương bao la vô cùng tận. Cha mẹ ân thâm tợ biển trời, thương con nuôi dạy chẳng đầy vơi, mở vòng tay lớn vì con trẻ, hướng dẫn con đi suốt cuộc đời. Hình ảnh của cha mẹ tảo tần sớm hơn, chân lấm tay bùn, sống giản dị thanh đạm để dành mọi sự ưu đãi cho con. Công ơn ấy đã được khắc ghi sâu đậm vào tâm não của con qua những dần thơ hết sức dạt dào. Ở đời ai cũng có lần làm cha mẹ mới biết công sinh thành. Người xưa khó nhọc nuôi mình, khác nào mình đã hết tình nuôi con. Vì thế, người con có hiếu phải thấy cho rõ điều đó, mà ráng lo cho cha mẹ được đầy đủ về sự ăn mặc, ở bình. Chẳng những thế thôi, còn phải xoa bóp và tắm rửa, vì cha mẹ già yếu đi đứng khó khăn, tứ chi đau nhức, có khi cần nước nóng để tắm mới được. Bởi vậy, bổn phận làm con là phải xoa bóp tắm rửa. Làm như vậy thì cha mẹ mới mạnh khỏe và vui vẻ sống đời với mình. Tại sao chúng ta làm như thế? Vì hồi lúc mình còn nhỏ, lỡ vấp ngã, cha mẹ liền lấy thuốc xoa bóp và ngày nào cũng tắm rửa giặt giũ cho mình. Bây giờ cha mẹ già yếu, mình lo lại như vậy cũng chưa gọi là đền ơn đầy đủ. Quý vị nên biết, cha mẹ thường hay bệnh hoạn yếu đuối, lúc nào cũng mong nhờ con cái. Nếu như con lơ là, không có quan tâm đến, thì cha mẹ sẽ than thở phiền trách. Hồi lúc còn nhỏ mình lo từng chút, bây giờ nó không ngó ngàng gì tới mình. Tối ngày cứ mãi chạy đuổi theo công danh sự nghiệp, chỉ biết lo cho vợ con, không có để ý cái thân già vô dụng này. Thật sự mà nói, có nhiều đứa con tối ngày ăn nhậu say sưa, lại keo kiệt, chỉ biết bản thân và vợ con. Họ dẫn nhau đi ăn nhà hàng 500-600 ngàn, nhưng khi trở về không mua cho cha mẹ được một món ăn gì. Cho nên cha mẹ buồn tủi, rồi chết dần cũng vì con bất hiếu. Chúng ta hãy lắng nghe tâm sự của những bậc cha mẹ già không làm ra tiền, phải nhờ con giúp đỡ trong lúc tuổi về chiều, do nhà văn Phạm Công Sơn kể. Một bà mẹ gần 70 tuổi ngồi than vãn với người em bạn dì: Đứa con trai của tôi nó đi tối ngày, hỏi con đi đâu thì nó làm thinh, quá lắm mà nó mới trả lời. Con đi công việc. 3-4 tháng nó mới đưa cho tôi vài chục, còn ba nó thì thỉnh thoảng đôi ba ngày được nó mời đi uống cà phê sáng. Nhiều bà mẹ ông cha than thở nhiều cách khác nhau. Tựu chung mọi sự đều có dính dáng đến đồng tiền, là thứ mà các ông bà già không làm ra được, phải trông đợi con cái cho để tiêu xài vặt. Một nhà giáo nghỉ hưu non, tuổi đời vừa qua lục thập, chịu cảnh thất nghiệp. Ông chỉ sống dựa vào mấy đứa con. Một hôm, ông được đứa con gái lớn cho 100.000 đồng vào buổi sáng. Trưa hôm đó, ông mời những người bạn đã từng bao ông trước đây vào quán ăn uống để trả nợ miệng. Thoáng một cái, số tiền kia đã hết sạch. Ông về nhà nói với đứa con trai thứ, đưa cho ông một ít tiền. Lúc đó, đứa con trai lớn cho tiền ông vào buổi sáng giọt miệng: Hồi sáng con đã đưa cho ba 100.000 rồi, ba xài gì mà dữ vậy? Ông cha nghe con hỏi, đứng câm miệng mà nghe cay đắng trong lòng. Ông đã thuật lại chuyện này với người xui gia.
Anh thử nghĩ, xưa mình làm ra tiền nuôi con cát ở lũ, mình có bao giờ tính toán gì đâu. Nay nó cho mình có chút ít mà nó coi là lớn lắm, tính toán nặng lời với mình. Chán quá anh xui rồi. Thậm chí có những đứa con còn hạch hỏi cha mẹ dùng tiền vào việc gì và đút nhét cho ai. Người cha là chủ gia đình, suốt đời làm việc để có tiền nuôi cả nhà. Nay già yếu, không còn làm được việc gì, lại bị con cái nghi ngờ khi cho tiền, thì không làm sao tránh khỏi đau lòng. Điều đó, người con phải ý thức để tránh, đừng bao giờ đụng chạm đến lòng tự ái của cha mẹ. Lại có những đứa con coi mẹ hơn cha, vì cho rằng mẹ mang nặng đẻ đau, tận tụy với con, cha thì ít nặng nhọc hơn, lại hay gắt gỏng rầy la. Đừng có quan niệm như thế, phải đối xử công bằng. Có một ông cha trên 70 tuổi, lộm khộm, hàng tháng được con cái cấp dưỡng một số tiền bằng phân nửa so với số tiền người mẹ nhận được. Ông buồn lòng không nói gì, nhưng cũng không chi dùng đến tiền ấy. Ông để dành đôi ba tháng, đem số tiền đó cúng hết cho chùa miếu. Đấy là phản ứng của sự tức giận khi không nói nên lời. Lại có những gia đình đông con quá, anh chị em thường mượn cớ làm ăn khó khăn, công việc bận rộn, lẩn tránh trách nhiệm chăm lo cho cha mẹ già. Biết bao cha mẹ nuôi con như biển hồ lai láng, đến khi về già kêu trời không thấu. Vì con trai thì sợ vợ lo cho gia đình riêng, con gái theo chồng bỏ cha mẹ cô đơn nghèo túng. Điều này xảy ra là do phần nhiều cha mẹ không biết chú tâm xây dựng, giáo huấn con cái từ thuở nhỏ, cho chúng sống có nề nếp, gia phong đạo nghĩa, ăn ở có tôn ti trật tự. Và có khi cha mẹ không quan tâm đến con cái, ích kỷ, chỉ biết sống cho riêng mình, nên không gây được ý thức trách nhiệm đùm bọc cho nhau. Con cái về sau lớn lên, nhìn thấy lối sống đó, nó bắt chước làm theo. Hoặc đứa con trưởng trong gia đình cũng không được sự hướng dẫn của cha mẹ, nên bất lực vì không đủ tư cách hướng dẫn, dạy bảo cho các em đồng tâm hiệp lực, chia thời giờ chăm sóc, cung cấp những nhu cầu cần dùng trong đời sống của cha mẹ. Làm con trong gia đình đông anh chị em cần ý thức bổn phận trách nhiệm của mình, phải biết đoàn kết, đem hết khả năng của mình lo phụng dưỡng cha mẹ. Không nên đẩy hết trách nhiệm phận sự của mình cho người khác gánh vác. Ở xã hội, hạng người như thế là ương hèn, biến nhát. Trong gia đình, không những là kẻ bạc nhược đáng trách, mà còn mắc phải một tội khá lớn đối với cha mẹ, không tha thứ được. Nếu chúng ta vì miếng mồi đỉnh chung ngắn ngủi, vì tương lai sự nghiệp vợ con mà quên bổn phận thần tỉnh mộ khang, quạt nồng đắp lạnh, thì thật là lỗi đạo làm con. Vì thế người xưa khuyên rằng: công cha nghĩa mẹ cao vời, cưu mang trứng nước những ngày còn thơ. Nuôi con khó nhọc đến giờ, trưởng thành con phải phụng thờ song thân. Thức khuya dậy sớm chuyên cần, quạt nồng đắp lạnh giữ phần đạo con. Cha mẹ già thường cần đôi mắt và bàn tay của con trước và sau giấc ngủ, để khép bớt cánh cửa, lấy cái mền, tìm lọ dầu. Ngủ một đêm sáng dậy trong mình có gì thay đổi, đó là lúc con cần hỏi han. Cuộc sống bon chen ích kỷ, dòng đời cuốn hút mãnh liệt, đã khiến nhiều đứa con chỉ nhận ra mình mất mát sau khi cha mẹ không còn nữa. Gần như mọi người con cuối cùng đều âm thầm tự trách, lặng lẽ xót xa khi cha mẹ qua đời. Biết trước tâm trạng đó, nên mỗi bức thư gửi cho con, cha mẹ đều kết thúc bằng sự hài lòng rằng con đã nên người, công danh thành đạt là cha mẹ mãn nguyện. Báo hiếu đâu chỉ là món quà, mà có thể đôi tháng gửi một bức thư, nội dung đâu đòi hỏi cao siêu,
chỉ cần kể một câu chuyện đã nghe, vài điều vừa thấy. Sinh nhật cha mẹ, ta tặng một cành hoa. Nếu các con ở xa, nên gửi về 2-3 bức điện chúc mừng. Tốn không bao nhiêu tiền, mà tạo được sự hoan hỷ rất nhiều cho cha mẹ. Niềm vui tinh thần đâu thua gì bữa tiệc cao lương. Muốn cho con cháu hiếu thảo, gia đình hạnh phúc yên vui, chúng ta phải lập một cuốn sổ quy ước trong gia đình để cho các anh chị em thảo luận những điều chia sẻ trách nhiệm, bảo bọc chăm lo cho cha mẹ, kể cả ông bà. Cuốn sổ đó ghi lên tất cả mọi việc trong đời sống của cha mẹ gồm có những ngày sinh nhật của cha mẹ, những ngày chúc thọ của cha mẹ, những kỷ niệm cá nhân hay chung của cha mẹ, những ước muốn của cha mẹ, những nhu cầu tinh thần và vật chất của cha mẹ, những ngày lễ dành riêng cho cha mẹ cần phải có đông đủ con cháu. Ở nước ta, từ xưa có các nghi lễ chúc thọ lục tuần thất tế để tạo dựng một gia đình lớn đoàn tụ đông dày. Đó là dịp tốt cho con cháu vui mừng, tổ chức cuộc vui đầm ấm trong gia đình để tưởng nhớ công ơn cha mẹ. Con cháu làm lễ mừng thọ cho cha mẹ gọi là thượng thọ. Lễ thượng thọ có thể bắt đầu từ lúc 60 tuổi gọi là thượng thọ lục tuần, lúc 70 tuổi gọi là thượng thọ thất tuần, lúc 80 gọi là thượng thọ bát tuần, lúc 90 gọi là thượng thọ cửu tuần, lúc 100 tuổi ăn mừng rất lớn với bách tuế hay bách niên dài lão. Để cho lễ mừng thọ đúng với ý nghĩa tốt đẹp của nó, thì trước hết phải thực sự biểu hiện cái lòng thành của đạo hiếu mà con cháu muốn bày tỏ với ông bà cha mẹ, chứ không phải vì một cái hình thức khoe khoang. Tùy theo khả năng của mình mà tổ chức lễ mừng thọ bằng tất cả niềm vui chân thành, chứ không phải cố gắng vay mượn để tạo ra những hình thức lễ lộc linh đình, để rồi sau đó phải mang nợ lâu dài. Như vậy thì người đứng ra làm lễ mừng thọ gặp phải khó khăn, mà người được hưởng cái lễ mừng thọ cũng cảm thấy áy náy. Mừng thọ phải mừng bằng chính cái khả năng của gia đình mình, phù hợp với nguyện ước của người mừng thọ. Không nên biến lễ mừng thọ thành cuộc vui xa xỉ, để rồi cuối cùng niềm vui đem lại thì ít, mà những cái buồn phiền phức tạp tạo ra thì lại quá nhiều. Ngày nay có một số gia đình giàu có, họ chuẩn bị ngày mừng thọ cho ông bà cha mẹ rất linh đình, hoành tráng, đặt tiệc ở nhà hàng, rồi mời anh chị em, bà con, dòng họ, bạn bè, quan khách đến dự khoảng 40-50 bàn. Đám càng to thì khách càng nhiều, con cháu càng nở mặt nở mày, càng hãnh diện và càng được tiếng là con cháu có hiếu với ông bà cha mẹ. Họ tổ chức lễ mừng thọ giống như tổ chức theo khả năng của mỗi người con đóng góp lại để phụng dưỡng, tạo niềm vui cho cha mẹ. Một lời nói, một hành vi đúng lúc có rất nhiều giá trị. Như hái một bông hoa bên bờ ruộng đem về tặng cho cha mẹ, nói một câu nói hiếu thuận, một cử chỉ dễ thương, một cái nhìn cảm mến, một sự săn sóc nhỏ nhặt cũng đem lại niềm vui cho cha mẹ. Sống của chúng ta có khó khăn hoặc bận rộn vì địa vị, công danh sự nghiệp đến thế nào, chúng ta cũng phải dành một khoảng thời gian nào đó để chăm lo cho cha mẹ già. Còn một điều nữa chúng ta cần lưu ý, cha mẹ lúc tuổi cao sống rất tù túng, thường thu mình trong bốn bức tường nhà. Khá lắm, các cụ mới quanh quẩn trong khuôn viên làng xóm, ít có cơ hội đi đâu xa. Các cụ có tâm lý ngại sợ, làm biến đi đâu lâu ngày. Chúng ta nên tạo điều kiện cho cha mẹ đi du lịch đó đây, tạo cơ hội cho cha mẹ sống gần thiên nhiên, hít thở không khí trong lành, tập hoạt động chân tay bằng cách đi bách bộ trên bãi biển, leo đồi cát hay leo núi để ngắm cảnh sơn thủy hữu tình.
đây là cách dưỡng sinh tốt nhất. Khung cảnh trời đất, non nước, núi rừng sẽ giúp cho các cụ quên hết mọi sự đời ô trọc, lầm than, để tinh thần phấn khởi trở lại, vui sống với con cháu, bạn bè. Là người Phật tử, những khi ở chùa hoặc tại tịnh xá có tổ chức đi cứu trợ, ủy lạo cho đồng bào nghèo, các con nên tạo điều kiện cho cha mẹ cùng đi, vừa gieo phước đức, vừa giải trí thì thật là cao quý. Nếu vì hoàn cảnh mà xa quê hương, dù ở bất cứ phương trời nào, giàu sang phú quý hay cực khổ lầm than, người con hiếu phải luôn thương nhớ đến hai đấng sanh thành và không quên gửi về những nhu yếu mà cha mẹ thương dùng. Ai về tôi gửi buồn cao, buồn trước kính mẹ, buồn sau kính thầy. Ai về tôi gửi đôi giày, phòng khi mưa nắng để thầy mẹ đi. Những ai còn cha mẹ hiện diện, đó là cái phước lớn. Mình ráng đem hết tâm thành kính săn sóc lo cho cha mẹ được sống vui vẻ mà không buồn tuổi vì con chẳng quan tâm tới. Người con nào làm cha mẹ buồn rầu, tức là muốn cho cha mẹ chết sớm, cho nên từ ngôn ngữ cử chỉ chúng ta phải thể hiện hết lòng tôn kính để cho cha mẹ được an vui. Xưa kia, ông Lão Lai là nhà học thức lỗi lạc thời Xuân Thu. Ông thờ cha mẹ rất hiếu thảo. Tuy đã 72 tuổi, nhưng ông thường mặc áo nhiều màu sặc sỡ như trẻ con, tung tăng nhảy múa ca hát để cho cha mẹ vui vẻ trong lúc tuổi già. Nếu chúng ta làm cho cha mẹ vui vẻ thì sẽ sống đời với mình lâu dài hơn. Song người Phật tử phải sáng suốt trong khi báo hiếu, không nên quá ưa chiều theo ý muốn của cha mẹ mà tạo nghiệp dữ như gian tham, trộm cướp, sát nhân, hại vật, gây tội lỗi để cha mẹ được sung sướng vì vật chất. Làm như thế không phải báo hiếu mà chính là bất hiếu, vì đã tự mình gây nghiệp ác mà làm liên lụy đến cha mẹ. Như vào thời Đức Phật, có ông bà La Môn Tham Nan Cha Ni đến hỏi ngài Xá Lợi Phất: Thưa tôn giả, phụng dưỡng cha mẹ như thế nào mới đúng pháp? Này Tha Nan Cha Ni, người con nào muốn báo ân cha mẹ hợp pháp là phải cố gắng siêng năng, dùng đôi cánh tay của mình nỗ lực làm ăn lương thiện để phụng dưỡng cha mẹ, như thế mới hợp pháp. Ngược lại, sát sanh hại vật, làm những việc bất chánh, phi pháp, tức là phạm vào giới cấm của Phật, người con đó sau khi chết bị quỷ sứ dẫn đến diêm vương, người ấy không thể viện lý do gì muốn cho cha mẹ sung sướng vui lòng để tự bào chữa cho mình là vô tội, mà nó vẫn bị quỷ sứ hành phạt. Trong kinh Phạm Vọng nói: Này Phật tử, phải thường khởi từ tâm làm việc phóng sanh, vì hết thảy tất cả chúng sanh trong lục đạo đều là cha mẹ ta. Nếu ta giết các loài vật mà ăn thì chẳng khác gì giết ăn cha mẹ ta vậy. Đoạn kinh trên cho chúng ta thấy tất cả chúng sanh trong lục đạo đều là ông bà cha mẹ. Nếu chúng ta tranh giành hơn thua với một người nào đó, hoặc sát hại các loài sinh vật để cung cấp bồi bổ cho mình và người thân, thì chẳng khác nào tranh giành sát hại người thân trong quá khứ để tô điểm cho người thân trong hiện tại. Thật là độc ác vô nghĩa. Cho nên trong khi báo hiếu, đừng để phạm phải những tội lỗi trên, thì cha mẹ và con cái mới hưởng được nhiều phước lạc. Tóm lại, cha mẹ còn sanh tiền phải hết lòng chăm nom, săn sóc, giúp đỡ, nuôi nấng về ăn, mặc, ở, bệnh hàng ngày. Đừng để cha mẹ đói khát, ốm đau, nóng lạnh. Nhất là phải giữ gìn đạo đức, ăn ở nhân từ, mới xứng đáng là hiếu tử chân chính. Ngoài việc báo hiếu về vật chất ra, chúng ta còn phải tạo phương tiện cho cha mẹ
hướng về con đường lành. 2. Báo hiếu về tinh thần. Người Phật tử tiến lên một bước nữa là lo báo hiếu về tinh thần. Báo hiếu tinh thần là khi thấy cha mẹ hiền thiện biết giúp người cứu vật thì mình tạo điều kiện cho cha mẹ được toại nguyện. Còn nếu như cha mẹ làm những việc bất thiện, con phải tự mình tinh tấn tu tập và khéo chuyển hóa cha mẹ bằng cách thỉnh ban thuyết pháp và khi rảnh rỗi đọc kinh sách, hoặc cha mẹ muốn đi đến chùa lễ Phật nghe pháp, ta phải quan tâm đưa rước để hỗ trợ cha mẹ đi vào con đường lành. Có những bà mẹ đi chùa cúng bái, con trai tỏ ra khó chịu khích bác, nói lời kém lễ độ, con gái đi chợ thờ ơ về món ăn chay của cha mẹ, vân vân. Cha mẹ đi chùa là để tạo phước đức để lại cho con, vậy mà có nhiều đứa con không hoan hỷ tạo điều kiện cho cha mẹ vun trồng cội phúc, trái lại còn ngăn cản hủy báng thì thật là tội lỗi. Kinh Địa Tạng nói, nếu người nào dùng ác tâm ngăn cản, hủy báng, phá hoại những việc lành của người khác, kẻ đó sau khi chết bị đọa vào loài súc sanh. Trong Tăng Chi Bộ Kinh Đức Phật dạy rằng, này chư tỳ kheo, làm con phụng dưỡng cha mẹ bằng vật thực ăn uống trăm vị cam lồ ngon lành, dùng hương thơm và dầu xoa bóp thân thể cho cha mẹ bớt mỏi mệt, kéo tay chân cho thư giãn gân cốt, tắm rửa nước ấm khi trời lạnh, nước mát khi trời nóng. Hoặc người con suy tôn cha lên ngôi chuyển luân thánh dương, suy tôn mẹ lên ngôi chánh cung hoàng hậu, có đầy đủ bảy thứ báo vật trong đời, và đem y phục tôn quý nhất với thiên nhạc vi diệu làm vui lòng cha mẹ, trọn đời như vậy cũng chưa gọi là đền đáp công ơn cha mẹ một cách trọn vẹn. Muốn đền đáp công ơn cha mẹ một cách trọn vẹn, bổn phận làm con phải hướng dẫn cha mẹ bốn điều sau đây. 1. Thấy cha mẹ không tin, giúp cha mẹ có đức tin Tam Bảo. 2. Thấy cha mẹ không có giới, khuyến khích cha mẹ phát tâm quy y Tam Bảo, thọ trì ngũ giới. 3. Thấy cha mẹ tính tình tham lam keo kiệt, không muốn bố thí cúng dường phóng sinh, giúp cha mẹ xả sang tham hành bố thí cúng dường phóng sinh. 4. Thấy cha mẹ tà kiến hung dữ độc ác, làm việc trái đạo, người con phải hết sức cảm ngăn và khuyên cha mẹ tin nhân quả tội phước, bỏ ác làm lành, trừ sân hận tu từ bi, diệt vô minh tà kiến, tu trí huệ chánh kiến, khuyến khích cha mẹ ăn chay tụng kinh niệm Phật, xây dựng tín hạnh nguyện nơi cha mẹ theo đúng chánh pháp, để sau khi mãn phần được siêu sanh tịnh độ, thoát khỏi kiếp luân hồi sanh tử, đó gọi là đại hiếu. Bởi vì người con phụng dưỡng cha mẹ tất cả các thứ vật dụng trong đời chỉ giúp cho thân thể của cha mẹ được an lạc trong kiếp hiện tại mà thôi. Còn bốn pháp trọn đủ kia không những giúp cha mẹ chắc chắn thân tâm được an lạc trong kiếp hiện tại mà còn hưởng được sự an lạc trong nhiều kiếp vị lai. Hơn thế nữa, giúp cha mẹ tạo các thiện pháp để mau chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, trở thành thánh nhân, chắc chắn đạt đến sự giải thoát hoàn toàn mọi cảnh khổ sanh tử luân hồi trong ba cõi sáu đường. Nếu trường hợp người con nào không có khả năng giúp cha mẹ có được bốn pháp ấy, người con nên hướng dẫn cha mẹ đến gặp những bậc đại đức, trưởng lão chân tu thuyết giảng cho cha mẹ nghe về sự lợi ích của bốn pháp ấy, sẽ đem lại sự tiến hóa an lạc lâu dài ở trong hiện tại và vị lai, để cho cha mẹ phát sanh đức tin trong sạch mới cố gắng thực hành theo bốn pháp ấy. Này chư tỳ kheo, thật diễm phúc thay cho những người nào còn cha mẹ. Những người con đó có cơ hội giúp cha mẹ trọn đủ bốn pháp ấy, được gọi là người con biết ơn
và đền đáp công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ một cách xứng đáng. Kinh Bất Tư Nghị Quang cũng dạy: cung phụng đồ ăn uống và châu báu chưa gọi là trả đủ công ơn cha mẹ. Hướng dẫn cha mẹ xoay về chánh pháp mới gọi là báo hiếu. Khi cha mẹ đã kính tin Tam Bảo và sống đúng với chánh pháp thì những buồn phiền sẽ lắng yên, tâm hồn được nhẹ nhàng, thảnh thơi. Phật pháp có công năng rửa sạch phiền não, nên cha mẹ sẽ nhận ra những việc cần thiết cho quãng đời còn lại trước khi từ bỏ huyễn thân, không còn oán hận ai và chẳng sinh bực bội khó khăn với con cháu. Tâm hồn lúc nào cũng được an vui. Còn phụng dưỡng về vật chất chỉ làm cho cha mẹ được vui vẻ thỏa mãn trong kiếp hiện tại mà thôi. Nếu người nào biết ơn và đền ơn, cho dù ở cách xa ta ngàn dặm, nhưng ta vẫn xem người đó như đứng hầu gần bên ta. Còn nếu như người nào không biết ơn và đền ơn, cho dù người đó có đứng hầu gần bên ta, nhưng ta vẫn xem họ cách xa ta ngàn dặm. Tại sao Đức Phật nhấn mạnh như vậy? Vì ở trên đời, người biết đạo nghĩa thì đã thọ ơn của người nào đó. Cho dù nhỏ hay lớn, họ đều tạo phương tiện, cơ hội đền đáp. Ngược lại, khi người ta đã ban ơn giúp đỡ cho mình mà mình lại quên, không để ý tới, ở thế gian, người ta gọi hạng người đó là kẻ vong ơn bội nghĩa. Xin hỏi quý vị, hạng người như thế tốt hay xấu? Lẽ tất nhiên là kẻ xấu, không thể chối cãi được. Bài giao trên nhằm nhắc nhở chúng ta phải trân trọng, biết ơn những người đi trước đã đổ mồ hôi, nước mắt và cả máu xương để đem lại thành quả tốt đẹp cho chúng ta hưởng thụ. Lòng biết ơn là nét đẹp trong nhân cách con người. Lòng biết ơn là biểu hiện của một tâm hồn cao thượng. Lòng biết ơn làm đẹp quan hệ giữa người với người, làm cho con người biết sống nhân nghĩa, có trước có sau. Lòng biết ơn là truyền thống cao đẹp của dân tộc ta. Từ xưa, ông cha ta đã ca ngợi lối sống nhân hậu, thủy chung, tạo nên sức mạnh, giúp con người vượt qua mọi khó khăn để xây dựng gia đình, đất nước. Chúng ta cần thể hiện lòng biết ơn trong từng ngày, từng giờ, ở mọi lúc, mọi nơi. Trước hết, chúng ta phải có thái độ, cử chỉ làm vui lòng cha mẹ, thầy, cô giáo. Phải chăm chỉ học tập, lao động đỡ đần cha mẹ, phấn đấu để đền đáp công ơn nuôi dưỡng của cha mẹ và lòng giáo huấn của thầy cô giáo. Tránh có thái độ vô ơn bạc bẽo trong lời ăn tiếng nói và hành động làm cho cha mẹ thầy cô buồn phiền. Ngày nào em bé còn con, bây giờ em đã lớn khôn thế này. Cơm cha áo mẹ công thầy, nghĩ sao chớ bỏ những ngày ước ao. Nói đến ơn nghĩa thì trên cõi đời này không có cái ơn nào lớn bằng ơn cha mẹ. Nếu như ơn cha mẹ mà mình lại quên thì không còn cái ơn nào để có thể nhớ được. Xét cho cùng, nếu ai không cư xử tốt với cha mẹ sinh ra họ thì trông mong gì họ đối xử tốt với tha nhân. Lại có lắm kẻ cư xử tệ bạc với cha mẹ mà tốt với người ngoài, đó chỉ là để cầu danh lợi. Hạng người như thế có ra gì? Bất luận luân lý đạo đức nào, đông tây hoặc xưa nay, đều lấy chữ hiếu làm đầu. Một người con đã bất hiếu với cha mẹ thì không còn một việc xấu xa nào mà không làm được. Một kẻ vong ân bội nghĩa như thế thì không biết nhân nghĩa bác ái công bằng là gì. Hạng con vô lương tâm như thế thì thua loài thú. Chúng ta cũng biết loài két khi cha mẹ già tuổi lông cánh không thể bay xa kiếm ăn được, đàn két con tìm mồi về nuôi. Loài dê khi cha mẹ rụng răng không gặm cỏ được
chúng nuôi bằng sữa của mình. Nhân đây, tôi xin kể cho quý Phật tử nghe mẫu chuyện tiền thân của Đức Phật Thích Ca, làm voi chúa lông trắng, có đàn tùy tùng gồm 84.000 con voi. Voi chúa hằng ngày đem thức ăn về phụng dưỡng mẹ già mù lòa trong khu rừng Himavanta. Khi ấy, có một người thợ săn ở thành Varanasi bị lạc vào trong rừng sâu 7 ngày, không biết đường trở về. Anh ta đi lạc đến chỗ ở của voi chúa. Với lòng từ bi, voi chúa chở anh ta trên lưng của mình đưa ra khỏi khu rừng, rồi mới trở về chỗ ở. Người thợ săn vô ơn kia đi thẳng đến kinh thành, xin vào ý kiến đức vua và tâu rằng: Tâu bệ hạ, kẻ hạ dân đi săn trong rừng, thấy một con voi chúa lông trắng, xứng đáng làm phương tiện cho quan thượng. Đức vua nghe qua rất vui mừng, liền truyền lệnh cho nài voi đi cùng với anh thợ săn vào rừng, bắt voi chúa đem về nhốt trong chuồng. Đích thân nhà vua đem những nắm cỏ non đến nói với voi chúa rằng: Người hãy ngoan ngoãn dùng cỏ non này nha. Voi chúa than rằng: Tâu đại vương, tôi có bổn phận nuôi dưỡng mẹ già mù lòa, nếu không có tôi nuôi dưỡng thì không thể sống được. Tôi thà nhịn đói mà chết, chứ không thể đứng nhìn mẹ tôi chịu cảnh đói khát. Lắng nghe bạch thượng chúa tâu, đức vua vô cùng cảm kích cái tấm lòng hiếu thảo, liền truyền lệnh thả bạch tượng trở về ngay. Bạch tượng chúa được đưa ra khỏi kinh thành Varanasi về gặp lại mẹ già trong ngày hôm ấy. Đức vua thấy bạch tượng chúa là loài vật còn biết hiếu thảo, nhân đây ngài khuyên toàn dân phải noi gương hiếu của bạch tượng chúa mà phụng dưỡng cha mẹ. Lại nữa, trong một tiền kiếp, tiền thân Đức Phật làm chim anh vũ, hằng ngày bay đi kiếm lúa về nuôi cha mẹ. Làm thân người, chẳng lẽ ta lại thua loài vật hay sao? Trong kinh Phật nói: Hiếu là mẹ của tất cả công đức, hiếu đứng đầu các hạnh, hạnh hiếu là hạnh Phật, đạo hiếu là đạo Phật. Như vậy, cho dù chưa phải là Phật tử quy y Tam Bảo, nhưng biết hiếu đạo, người như thế vẫn gọi là Phật tử. Kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới Đức Phật cũng dạy: Hiếu thuận với cha mẹ, sư tăng Tam Bảo, hiếu thuận là pháp chí đạo, hiếu cũng gọi là giới. Khế Kinh có nói: Hiếu hạnh đứng đầu trăm hạnh tốt, hiếu cảm đến trời thì mưa hòa gió thuận, hiếu cảm đến đất thì muôn vật hóa sanh, hiếu cảm đến người thì mọi phúc tăng trưởng. Quả thật, lòng hiếu thảo làm cảm động trời đất. Như chuyện ngài Mạnh Tông, bồ côi cha từ thuở nhỏ, một mình phụng dưỡng mẹ rất chân thành chu đáo. Một hôm mẹ bệnh nặng, thèm ăn canh măng. Mạnh Tông đi vào rừng tre, rồi ôm gốc tre mà khóc. Lòng hiếu thảo của Mạnh Tông động đến trời cao. Mấy gò măng bỗng từ dưới đất nhô lên, Mạnh Tông mừng rỡ sắn măng đem về nấu canh cho mẹ. Ăn canh măng xong, người mẹ thấy bệnh tình bớt dần rồi khỏe hẳn. Kinh Tâm Địa Quán Phật nói: Ơn cha lành như núi Thái, nghĩa mẹ hiền sâu hơn biển cả. Nếu ta ở trong đời một kiếp, nói công ơn cha mẹ không thể hết. Non Thái ơn cha mới sánh tài, biển sâu là đức mẹ hiền nay. Dù trong một kiếp ta lưu lại, nói đến ơn kia khó hết dạy. Kinh Tứ Thập Nhị Chương Phật từng dạy: Thờ trời đất quỷ thần không bằng có hiếu với cha mẹ, vì cha mẹ là hai vị thần minh cao nhất trong các thần minh. Qua hai lời dạy trên, cho chúng ta thấy Đức Phật tôn trọng và hiếu thảo với cha mẹ đến bậc nào. Trả hiếu không được cho là đủ, vì công ơn cha mẹ đối với con cái như trời cao khó giới, đất rộng khó lường, làm sao con có thể đền đáp cho hết. Vì vậy, trong kinh Tăng Chi Phật dạy: Này các tỳ kheo,
ta nói có hai hạng người không thể trả ơn được, đó là cha và mẹ. Nếu một bên vai cổng cha, một bên vai cổng mẹ đi suốt trăm năm và đóng góp thoa sức, tắm rửa hoặc suy tôn cha mẹ lên ngôi vị tối thượng, quy lực trên quả địa cầu bằng bảy báo, làm như vậy cũng chưa gọi là trả đủ. Vì cha mẹ làm rất nhiều việc để nuôi dưỡng con và giới thiệu chúng vào đời. Bước thêm bước nữa, Kinh Tăng Chi Phật tán dương gia đình nào có những người con hiếu, gia đình ấy được xem ngang hàng với Phạm Thiên. Gia đình đó xứng đáng để cho chúng ta tôn trọng, cung kính cúng dường. Công đức hiếu hạnh không thể nghĩ lường như thế. Vậy mà có nhiều người khi thấy cha mẹ già yếu, không làm được việc gì, chỉ làm cho mình mệt mỏi, nên đâm ra chán nản, bất hiếu. Nhưng thật ra mà nói, cha mẹ lúc nào cũng có ý nghĩa trong cuộc đời, nên người xưa có câu dưỡng lão khất ngôn, có nghĩa là cha mẹ già tuy không giúp cho ta được gì nhiều, nhưng ít ra cũng đã dạy cho ta những điều hay lẽ phải. Câu chuyện sau đây để cho chúng ta thấy được giá trị của người lớn tuổi. Thuở xưa, có một ông vua độc tài, tàn bạo. Một hôm vua truyền lệnh: không một gia đình nào được nuôi người già trên 60 trong nhà. Phải giao cho quan đem ra biển bỏ, nếu không tuân theo sẽ bị trừng phạt. Vào thời đó, có một người con vì nghĩ đến công ơn cao cả của cha đã nuôi mình khôn lớn, nên rất đau lòng trước thảm cảnh khó xử ấy. Người cha an ủi: con đừng buồn, có lẽ vì nhà vua ý mình đang trẻ tuổi, có sức mạnh tài giỏi, nên xem thường các vị lão thần vô dụng, không giúp ích gì, nên ban hành đạo luật đó. Nhưng vua quên rằng sau này vua cũng già, vì định luật vô thường chẳng từ một ai. Hơn nữa, vua còn trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm, làm sao an dân trị quốc bình thiên hạ? Chắc chắn quốc gia sẽ gặp đại nạn. Con nên đưa cha vào rừng sống cho êm chuyện. Người con thưa: thà con chịu sự hành phạt của triều đình, chứ không thể đưa cha vào rừng được. Người con liền đào một cái hầm phía dưới sàn nhà, để cha sống dưới đó, sớm hôm lo phụng sự săn sóc. Lúc bấy giờ, vua nước lân cận nghe vua nước Ba La Đại đã đào thải các vị lão thần, muốn đem quân chinh phạt. Vua hội họp các vị cận thần bàn việc xâm chiếm nước Ba La Đại. Khi đó có một vị đại thần tâu rằng: xưa nay nước Ba La Đại từng nổi danh là các vị lão thần tài ba lỗi lạc. Thần nghĩ trong việc này có nhiều nghi vấn, cần phải xem xét kỹ rồi mới hành động. Rồi ông đề nghị với vua thăm dò bằng cách gửi chiếu thư xin giải đáp. Nếu nước Ba La Nại giải đáp không xong, khi đó có thể khởi binh đánh chiếm. Không lâu, nước Ba La Nại nhận được chiếu thư của nước lân cận với bốn câu hỏi nội dung là: vật sở hữu quý nhất của con người là gì? Điều gì nếu thực hành được sẽ đem lại hạnh phúc? Hương vị nào ngọt ngào hơn tất cả? Sống như thế nào gọi là cao thượng nhất? Bấy giờ, vua nước Ba La Đại cho triệu tập các đại thần trẻ tuổi lại để giải đáp, nhưng không một ai có thể trả lời. Lúc đó vua ra thông báo trong nước, nếu thần dân nào trả lời được sẽ trọng thưởng. Sau cùng, chàng trai xin giải đáp bốn câu đó như sau: vật sở hữu quý nhất của con người là niềm tin. Giáo pháp nếu thực hành đúng sẽ đem lại hạnh phúc. Đức hạnh chân thật là hương vị ngọt ngào hơn tất cả. Sống với trí huệ là cao thượng nhất. Khi chàng trai trả lời xong các câu hỏi, mọi người đều vui mừng, hoan hô phấn khởi. Vua liền cho triệu chàng trai đến hỏi: sao khanh biết những câu hỏi này mà giải đáp? Chàng trai trả lời: hạ thần không biết gì, đó là do cha hạ thần chỉ dạy. Chàng trai liền thú tội là không tuân theo sắc lệnh của vua ban,
lén giấu cha dưới hầm trong nhà để phụng dưỡng hầu hạ. Đến lúc này vua mới hối hận thu hồi đạo luật đã ban. Từ đó thần dân trong nước sống vui vẻ, các nước lân cận không còn cơ hội xâm lấn nữa. Chẳng những thế thôi, cha mẹ còn là nơi để cho chúng ta tạo phước rất tốt. Đúng như trong kinh Hạnh Phúc nói, thuở Phật còn tại thế, có một vị chư thiên đến hỏi: Bạch Đức Thế Tôn, làm sao để có được vận may? Phật đáp: Phụng dưỡng cha và mẹ là vận may tối thượng. Đặng Ngọc báo cao từ dưới đất lên đến cõi trời 28, lấy đem bố thí cho mọi người được phước báo chẳng bằng cúng dường cha mẹ. Kinh Mạt La Mật. Chúng ta cũng thấy hiếu hành là một trong những hạnh cần thiết đối với người Phật tử. Chính Đức Phật luôn luôn nhắc nhở công ơn cha mẹ Ngài. Ta trải qua nhiều kiếp tu hành thành đạo là nhờ công ơn của cha mẹ nuôi dưỡng. Phân biệt kinh. Kinh Hiền Ngu Phật dạy: Ta trong nhiều kiếp quá khứ nhờ từ tâm hiếu thuận cúng dường cha mẹ, do công đức đó nên sinh lên các tầng trời làm thiên đế, xuống nhân gian thì làm thánh vương. Thuở quá khứ, tiền thân Đức Phật Thích Ca đã từng lóc thịt để nuôi cha mẹ và bổ não của mình làm thuốc trị bệnh cho cha mẹ. Đời hiện tại sau khi thành Phật rồi mà Ngài còn không quên ơn đức đó. Khi nghe tin phụ vương là Tịnh Phạn bệnh nặng, Ngài liền về hoàng cung thuyết pháp, khiến đức vua dứt sạch đau khổ buồn rầu, đắc quả A-na-hàm và thác sanh lên cõi Tịnh Cư Thiên. Khi phụ vương ban hà, Ngài tự tay bưng lư hương khiên kim quang đứng trước linh xa. Tôn giả A-nan và La Hầu La xin các Phật được gánh quan tài. Đức Thế Tôn nói: Con người đời sau phần nhiều là hung bạo, bất hiếu, chẳng biết trả ơn dưỡng dục của cha mẹ. Ta vì chúng sanh bất hiếu ấy mà đích thân gánh quan tài phụ vương, và tự tay bưng lư hương đi đến lăng mộ để làm gương cho người đời sau. Nhân đó Phật dạy: Ta từ vô lượng kiếp đến nay nhờ hiếu dưỡng cha mẹ nên chứng thành đạo quả vô thượng, chánh đẳng chánh giác. Kinh Đại Phương Tiện Phật báo ân. Nhớ đến mẫu hậu, Ngài lên cung trời Đao Lợi chuyển pháp màu độ mẫu hậu. Sau khi Phật tuyên thuyết, bà Mahamaya, nương oai thần của Đức Phật, liền nhớ lại các kiếp quá khứ, đồng thời thiện căn của bà thuần thục, nên đoạn trừ sạch các kiết sử, chứng đắc quả vị Tu Đà Hoàng. Bà khởi thân đứng lên chắp tay bạch Phật: Ngục tù sinh tử từ đây đã dứt sạch, ta đã chứng được đạo quả giải thoát tự tại. Rồi bà kể lại muôn triệu kiếp quá khứ của mình đã qua, khi thì làm chuyển luân thánh vương, cai trị bốn châu thiên hạ, đầy đủ các thứ châu báu. Nhưng chẳng bao lâu lại làm kẻ bần tiện, chạy đông chạy tây tìm kế sinh sống, tất bật vì cơm áo gạo tiền. Chẳng bao lâu lại làm trưởng giả, tích trữ của cải hàng vạn ức, danh tiếng đồn gian. Chẳng bao lâu lại làm kẻ ăn xin, lúc thì được người coi vua chúa, lúc thì thân ra đứa tử tù, lúc làm quan tướng, lúc làm tù nhân. Kiếp thì bị treo thân lủng lẳng, kiếp thì ngồi chõng chẳng ra oai, kiếp làm gái chịu đàn đẻ chữa, kiếp làm trai con vợ đùm đề. Khi thì trọn kiếp phu thê, khi thì bướm chán ông chê giữa chừng, có khi bị cùi phong sủi bại, có khi thì điên dại mù câm, có kiếp bị bọn trai lừa gạt, có kiếp thì bị thác nhiệt tình, khi thì được anh hùng gian dội, khi thì mang lấy tội phản thần. Kiếp thì chết chẳng chôn thây, kiếp thì tống tán chật trong chật ngoài, khi thì xác trôi sông chặt chả, khi
khi thì thay tan rã giữa đồng, luân hồi trong cõi hồng trần, khi cha khi mẹ, khi chồng khi con. Kiếp thì sanh lên trời hưởng phước, kiếp đọa vào địa ngục khổ hình. Trong quá khứ ta đã từng làm thân trâu ngựa, xương còn bật nắp, nêu gương hiếu tử mấy nghìn năm. Thế mà trong cuộc sống, có một số người cho rằng cha mẹ sanh ra con là mong nhờ cậy trong lúc tuổi già. Tại sao lại nỡ bỏ cha mẹ đi xuất gia? Như thế đâu có thể gọi là hiếu. Lại có người phê phán bậc xuất gia hàng ngày chỉ biết ăn không ngồi rồi, chẳng làm lợi ích gì cho ai. Nói như vậy, chứng tỏ người đó không hiểu gì về nhiệm vụ của người xuất gia. Đi xuất gia là từ bỏ danh lợi của thế gian, từ bỏ tham sân si, đem giáo pháp của Phật để cải thiện lòng người, khiến cho nhân dân bớt phạm pháp, làm cho cuộc sống càng thêm có giá trị. Trên đền bốn ân, dưới cứu ba đường khổ, đó là hạnh hiếu cao thượng. Chẳng phải báo hiếu cho cha mẹ một đời, mà còn báo hiếu cha mẹ nhiều đời. Nên có câu: nhất nhân thành đạo cửu huyền thăng. Do đó, muốn báo ơn sâu của cha mẹ, không gì bằng xuất gia. Sự tích Ngài Mục Kiền Liên, sau khi chứng đắc đạo quả A-la-hớn, Ngài nhớ đến mẹ, nên dùng huệ nhãn dưới trên tìm kiếm. Thấy dông mẫu sinh làm ngạ quỷ, thân hình tiều tụy, bụng lớn, đầu to, cổ nhỏ, đói khát khổ đau. Ngài thấy vậy vô cùng xót xa, liền đem bát cơm dâng cho mẹ. Nhưng nghiệp chướng của bà Thanh Đề quá nặng, cơm hóa thành than lửa không thể ăn được. Ngài về bạch với Đức Phật tìm phương cứu mẹ. Lại có những đứa con đem gánh nặng của gia đình trút lên vai cha mẹ, khiến cho cha mẹ phải bận tâm nhọc trí. Đó là hành vi bất hiếu. Những nỗi khổ riêng tư ta nên cắn răng chịu đựng, chớ hổ môi cho cha mẹ biết nỗi đau thương cay đắng của ta, khiến cha mẹ lo lắng buồn rầu. Nên tạo điều kiện giúp cho cha mẹ vui vẻ, chứ đừng mang phiền não đến cho cha mẹ. Chưa hết, ở đời có lắm người giàu có muôn hộ, ăn xài xa hoa phung phí, trong khi đó bỏ mặc cha mẹ nghèo nàn lang thang. Hạng con như thế sẽ bị người đời mỉa mai nguyền rủa. Cho dù họ được địa vị giàu sang đến đâu mà không biết hiếu thảo, sẽ bị miệng thế gian chê. Lại có những đứa con đem gánh nặng của gia đình trút lên vai cha mẹ, khiến cho cha mẹ phải bận tâm nhọc trí. Đó là hành vi bất hiếu. Những nỗi khổ riêng tư ta nên cắn răng chịu đựng, chớ hổ môi cho cha mẹ biết nỗi đau thương cay đắng của ta, khiến cha mẹ lo lắng buồn rầu. Nên tạo điều để nuôi mẹ chồng. Tấm gương ấy lòng khi chứng kiến một bà mẹ già, một tay lau nước mắt, một tay nhận những đồng tiền cưu mang để mua vé xe về quê vì bị con hất hủi, chuộng của cải mà lạnh nhạt với cha mẹ, chẳng phải là người. Triết gia Chu Hi. Phải chăng ngày nay đồng tiền được trọng vọng thì giá trị đạo đức đẩy xuống hàng thứ yếu? Nếu một gia đình luôn luôn chú trọng đồng tiền, dễ gây ra bất hòa. Vợ chồng xích mích với nhau cũng vì tiền. Thậm chí cha, con, anh, em, dâu rể chém giết lẫn nhau chỉ vì đồng tiền không sòng phẳng. Họ quên ơn bỏ nghĩa, nhìn lòng tốt của kẻ khác một cách xa lạ. Ngược lại, có nhiều gia đình kinh tế rất khó khăn, nhưng mọi người đều sống vui vẻ, chan hòa và đầm ấm. Ở những gia đình ấy, ông bà, cha mẹ
thực sự là tấm gương tốt để cho con cháu noi theo. Không phải giàu mà đặng trung đặng hiếu, nghèo mất thảo mất ngay. Mà nhà nghèo mới biết con có hiếu hay không. Có những đứa con mới 12, 13 tuổi phải đi ở đợ để có tiền cho cha mẹ uống thuốc. Còn có đứa đi chăn trâu, một năm chỉ được vài chục giả lúa đem về nuôi cả nhà. Không phải đợi đến lúc rụng tóc cha mẹ mới nhận được con. Có nhiều đứa bé mới 3-4 tuổi đã biết thương yêu cha mẹ rồi. Thấy cha mẹ tắm hay dằn mưa ướt, nó đi lấy khăn lau. Thấy cha mẹ nằm buồn đau đầu, nó biết leo lên ngồi gần bên rờ trán. Đứa biết ơn là biết, đứa nào vô tình thì vô tình. Cha mẹ là nguồn hạnh phúc của những người con. Dù cha mẹ có lú lẫn, có bệnh chăng nữa, miễn sao cha mẹ còn sống là diễm phúc cho ai được chăm sóc báo đền ơn nghĩa sanh thành dưỡng dục. Cổ đức dạy rằng, dòi dọi non cao ân dưỡng dục, bao la biển cả đức sanh thành. Chạnh lòng hai chữ dưỡng sanh, lo bề báo đáp mới đành dạ con. Để cho chúng ta thấy rõ tầm quan trọng của hiếu hạnh, trong Phật ngôn Đức Phật đã chỉ dạy: Này